Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 6, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 khóa 6 năm 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh. Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh yêu cầu các học viên sắp xếp công việc tham gia học tập đầy đủ, chú trọng nghiên cứu, tiếp thu các nội dung được quán triệt, vận dụng sáng tạo, linh hoạt lý luận và thực tiễn của đơn vị, chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ huy đơn vị, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng và an ninh tại cơ quan đơn vị. Trong thời gian 15 ngày, 102 học viên là các trưởng phó phòng của một số sở ban ngành cấp tỉnh, huyện, cán bộ chủ chốt cấp xã và một số cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh sẽ được nghiên cứu học tập 9 chuyên đề chính như quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về an ninh quốc gia, xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới, về dân tộc, tôn giáo, phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh và huyện.